Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giái Hơi sáng ngày thứ tư, ngày 6 tháng 4 năm 2022. Quý vị và các bạn thân mến, theo ghi nhận trong ngày hôm nay, đồng loạt các công ty chăn nuôi lớn như CP Việt Nam, Dabaco, Hòa Phát đều tăng giá thêm 1.000 đồng trên 1 kg heo xuất chuồng bán ra và nâng mức giá của CP cũng như là các công ty này ở mức 56.000 đồng trên 1 kg đối với loại đẹp. Với động thái tăng giá bán của các công ty chăn nuôi lớn khiến cho thị trường tự do đang ấm dần lên bởi thực tế trong hai ngày qua, giá hơi đang có xu hướng phục hồi rõ rệt ở cả thị trường miền Bắc và các tỉnh thuộc khu vực miền Nam. Đặc biệt, một số địa phương ở thị trường miền Nam Trung Bộ trong ngày hôm nay đã chạm mốc 57.000 đồng trên 1 kg do ảnh hưởng của mưa lũ ở khu vực miền Trung khiến cho nhiều địa phương có xu hướng tăng cục bộ, đặc biệt là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi kéo dài cho đến Ninh Thuận và Bình Thuận. Theo chị Phương, một hộ chăn nuôi ở huyện Tiên Phước của tỉnh Quảng Nam chia sẻ, Khoảng 2-3 ngày qua, giá heo hơi trên địa bàn đã phục hồi rất rõ rệt. Mỗi ngày tăng 1 đến 2 giá. Và hiện nay giá hơi trên địa bàn đã ngang so với mức giá hòa vốn. Theo ông Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam cho biết, sau một vài tuần giá giảm mạnh, hiện giờ giá lợn hơi đã tăng trở lại và dự báo sẽ còn tăng. Còn theo đại diện Cục chăn nuôi thì cho rằng, do giá bán thấp, lượng heo tiêu thụ giảm, người chăn nuôi phải giữ heo lại trong chuồng. Tuy nhiên hiện nay giá lợn hơi đang phục hồi, nhiều nơi đã chạm mốc 55.000 đồng trên 1 kg ở cả thị trường miền Bắc và thị trường miền Nam. Thậm chí có những khu vực ở khu miền Trung đã có xuống tăng cục bộ lên 57.000 đồng và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng. Trước đó chia sẻ về giá lợn hơi giảm sâu, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ông Lê Minh Hoan nói người chăn nuôi cần bình tĩnh, đừng vội vàng hốt hoảng bán tháo bằng mọi giá, bởi nếu bán tháo thì giá lợn hơi sẽ càng giảm sâu. Ông Hoàn cũng nhấn mạnh, giá lợn hơi giảm vừa qua là do quy luật cung cầu và thị trường. Theo ông, khi kích hoạt lại các chợ truyền thống, bếp ăn tập thể, nhà hàng hoạt động trở lại một cách bình thường, thì thấy rõ giá heo hơi sẽ tăng trở lại bởi nhu cầu tiêu thụ thịt sẽ lớn hơn. Và cụ thể, theo ghi nhận trong ngày hôm nay, ở khu vực thành phố Hà Nội, giao động trong khoảng 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá cuộc ba vì của thành phố Hà Nội trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 52.000 đồng. Cuộc Đan phượng phổ biến từ 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên trong ngày hôm nay giao động 50 cho đến 54.000 đồng. Tuy nhiên mức giá 55.000 đồng cũng đã xuất hiện ở khu vực Hưng Yên theo ghi nhận ở huyện Khói Châu của tỉnh Hưng Yên, nhiều nơi báo giá giao quanh 53 cho đến 55.000 đồng. Thái Bình trong ngày hôm nay cũng có mức giá 55.000 đồng trên 1 kg ở huyện Quỳnh Phụ của tỉnh Thái Bình và hiện nay địa phương này đang phổ biến trong khoảng từ 52 cho đến 55.000 đồng, có tăng nhẹ một giá so với ngày hôm qua. Hải Dương phổ biến giao quanh từ 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Hà Nam trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 53 cho đến 55.000 đồng đối với heo đẹp. Đối với dòng heo hai máu trong ngày hôm nay do quanh 49 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ninh phổ biến mức giá 51 cho đến 54.000 đồng. Nam Định trong ngày hôm nay nhộ chất nuôi báo giá 55 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg đối với heo siêu bao máu loại 1. Tuy nhiên đối với áp siêu trong ngày hôm nay chỉ phổ biến do quanh từ 50 cho đến 53.000 đồng Ninh Bình có mức giá từ 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với Hải Phòng, có mức giá bình quân từ 52 cho đến 53.000 đồng. Các tỉnh ở khu vực Trung Du và miền núi, duy nhất chỉ có 3 địa phương đó là Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Thái Nguyên là có sự biến động. Các địa phương khác vẫn đang đi ngang. Cụ thể, theo ghi nhận trong ngày hôm nay, ở tỉnh Vĩnh Phúc có mức giá dao động 49 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Thái Nguyên phổ biến giao khoanh từ 50 cho đến 53.000 đồng. Theo nhận tại tỉnh Phú Thọ, có mức giá 49 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Nhiều nơi báo giá ở khu Cẩm Khê Giang giao động trong khoảng 51 cho đến 52.000 đồng. Bắc Giang phổ biến trong khoảng 49 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Tuyên Quang giao động 48 cho đến 52.000 đồng. Lạng Sơn phổ biến mức giá 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Cao Bằng trong ngày hôm nay cũng dao động trong khoảng từ 50 cho đến 53.000 đồng. Trong khi đó đối với tỉnh Yên Bái 49 cho đến 52.000 đồng. Lào Cai dao động từ 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương như Lai Châu và Điện Biên trong ngày hôm nay cũng phổ biến trong khoảng từ 51 cho đến 53.000 đồng. Sơn La dao động trong khoảng từ 49 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Hòa Bình trong ngày hôm nay cũng phổ biến trong khoảng từ 50 cho đến 53.000 đồng. Các tỉnh ở khu Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng không có sự biến động, riêng chỉ có tỉnh Lâm Đồng là có mức giá khá cao, phổ biến do quanh từ 50 cho đến 53.000 đồng. Còn các địa phương khác có mức giá thấp hơn như là Gia Lai giao động 49 cho đến 52.000 đồng. Còn Tùm cũng có mức giá tương tự 49 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Đắk Lắk phổ biến mức giá 50 cho đến 52.000 đồng. Đắk Nông phổ biến mức giá 49 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Mức giá ở vùng này khá thấp so với các địa phương khác ở trong nước. Trong khi đó, đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam, nhiều địa phương vẫn đạt mức giá từ 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Theo nhận bà Đề Vũng Tàu trong ngày hôm nay, phổ biến từ 52 cho đến 54.000 đồng. Đồng Nai có mức giá 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg thành phố Hồ Chí Minh giao động từ 50 cho đến 54.000 đồng. Bình Dương, Bình Phước và tỉnh Tây Ninh giao động từ 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Long An trong ngày hôm nay có mức giá cao 53 cho đến 55.000 đồng và đây là một trong những khu vực có mức giá cao ở thị trường miền Tây Nam Bộ hiện nay. Tiền Giang phổ biến mức giá 51 cho đến 54.000 đồng. Trong khi đó đối với tỉnh Bến Tre, giao động 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Trà Vinh 50 cho đến 53.000 đồng. Bạc Liêu trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Sóc Trăng 51 cho đến 54.000 đồng. Vĩnh Long 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Cần Thơ và Kiên Giang trong ngày hôm nay đồng loạt có mức giá từ 52 cho đến 54.000 đồng. Trong khi đó An Giang, Đồng Tháp và Cà Mau phổ biến 51 cho đến 53.000 đồng một số địa phương ở khu Bắc Trung Bộ trong ngày hôm nay như Thanh Hóa giao động từ 50 cho đến 54.000 đồng, Nghệ An 48 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Hà Tĩnh trong ngày hôm nay cũng phổ biến trong khoảng 48 cho đến 52.000 đồng. Trong khi đó, Quảng Bình, Quảng Trị giao động 50 cho đến 53.000 đồng. Huế trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 52.000 đồng trên 1 kg. Đối với các tỉnh ở khu vực miền Nam Trung Bộ trong ngày hôm nay có xu hướng tăng rải rác từ 1 cho đến 2.000 đồng trên 1 kg. Đà Nẵng trong ngày hôm nay đã chạm mốc 55.000 đồng trên 1 kg. Quảng Nam phổ biến mức giá từ 52 cho đến 56.000 đồng. Quảng Ngãi trong ngày hôm nay cũng có xu hướng tăng nhẹ 1.000 đồng ở mức 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Phú Yên ra quanh mức giá 52 cho đến 56.000 đồng. Khánh Hòa phổ biến mức giá 53 cho đến 55.000 đồng trên 1kg. Tuy nhiên, một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Khánh Sơn của tỉnh Khánh Hòa trong ngày hôm nay có mức giá 56.000 đồng. Ninh Thuận và Bình Thuận phổ biến mức giá 52 cho đến 55.000 đồng trên 1kg. Trong khi đó, Bình Định dao quanh mức giá 53 cho đến 56.000 đồng và địa phương này tăng hẳn hai giá so với những ngày đầu tuần. Quý vị và các bạn thân mến. Như vậy có thể thấy rằng động thái tăng giá bán của các công ty chăn nuôi lớn thêm 1.000 đồng trên 1 kg có thể đây là thời điểm khởi đầu cho một đợt tăng giá mới. Hiện nay nhiều địa phương ở khu vực miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Nhưng nhiều dự báo cho thấy mức giá 54 cho đến 55.000 đồng sẽ phổ biến nhiều hơn thay vì trong khoảng 51 cho đến 53.000 đồng như hiện nay. Ngay như một số địa phương ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ như là Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương hay là đối với tỉnh Nam Định, mức giá 54 cho đến 55.000 đồng đối với heo chọn loại 1 được xem là cao và chỉ xuất hiện ở một số địa phương cục bộ. Tuy nhiên mức giá này thậm chí còn cao hơn và sẽ phổ biến hơn trong một 2 ngày tới. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi. Dân cao lên tí. nhiều nhỉ ba mươi mấy con. Quay cái bàn này ra ra như thế này mới xuống dàn lên nhìn nó đen xì nó quẩn á nhìn dàn này mới đẹp